OK, xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình ngon nữa các bạn để mở pi về thi install cam về thi atoll. Chúng tôi bổ cho các Windows Security đảm bảo bật nơi antivirus cái đôi chỉ Windows Defender, những cái bật firewall and network các bạn, hoặc các bạn cái loại này. Và chúng tôi tiếp cái dân cho các bạn file Fox atoll hay những right click lưu ý. Hãy dùng phía extract to fog atoll. Chúng ta bị extract hãy dùng cho tới căn folder tới dùng tới căn folder install. Hãy dùng cho double click nhờ file atoll.exe nè. Hãy dùng click next. Và tổng một tiết dùng click next tiết. Hãy dùng yes. Click next. Next. Tính next là hốt. Dùng nick tiết ở cái này cứ dùng vô cái install mà cứ vì sao bắt đầu install ao vậy. Và trên bộ tốt tiết cái này dùng chăm restart về khỏi các bạn ấy cho dùng no hay finish. Nhưng bộ tốt bị đăng tới cứ dùng ở trên tư cái này folder patch vĩnh dùng cho tất cả con học thức 4 hay dùng copy file .ddl này. Chỉ copy hay dùng cho tất cả try C program file hay bắt đầu một tiết dùng cho tất cả folder Fox hay dùng cho tất cả atoll hay dùng pass a file mà nhấn nước lại nhấn máu dùng cho bị replace the file destination hay xong thì nhớ bắt đầu một tiết cái dùng atoll atoll ba này là bên nào chắc là lấy dùng chấp đam rope nơi file atoll là mấy bug. OK, chẳng là lấy dương install là atoll ban đấy. Nhưng chẳng ở nơi không nên cứ mình ở khác có chua ban nhà ha. Nên bây giờ có được bug Windows Defender được có antivirus máu cứ có bug cầm thì atoll ban này về lỗi tiền chẳng hạn. Hai bữa tối bây giờ chốt OK tới. Nếu bây giờ OK tới hơi dương tập bạn một tiết cứ viên được ban nhỉ. Lấy nhầm thì chốt giờ file atoll một tiết hơi bạn tới cứ về lỗi tiền ta đã có đồ script nhân từ. Hai bữa tối tiết. Đồng bây đọc dạng cứ dừng click OK mà hay dừng reinstall atoll chẳng dừng thử uninstall atoll sẵn dừng rồi bị atoll hay uninstall vía dừng bị uninstall hay cho một cái này dừng rồi atoll mà hay chốt dừng uninstall này càng lớn rồi dừng bị yes. Hãy bắt đầu một tiết, dùng dụng kia OK mà dùng uninstall atoll hào ấy. Chúng bắt đầu bình tích dùng tới Windows Security đầm bấy bật nơi Windows Defender rồi có cảm thấy antivirus dùng bật nâng off mà. Hãy chúng bắt đầu một tiết dùng extract file nâng hay dùng reinstall đôi video kháng đam video đấy dùng reinstall với xam mây tới. Hãy dùng copy file.ddl lên nhé, dùng copy vô tận đạn nơi try C này ấy tới. Hồi đôi ở bên muốn, trả lời hồi ấy. Hãy bắt đầu một tiết, cứ dùng chấp đàm cho tất cả Windows Security vĩnh. Hãy dùng cho tất cả cái lại Manage Setting. Hãy dùng cho tới cái lại Add or Remove Exclusion. Hãy dùng cho Add or Remove Exclusion, dùng cho folder. Hãy bắt đầu một tiết, dùng folder Fox, để dùng install nơi không try C. Hãy bắt đầu một tiết, dùng select folder này hãy. Dừng chọn yes. Chẳng folder nó cứ add một lại này. Chẳng dừng bật ở năng hơi. Dừng bật Windows Defender rồi có cảm thấy antivirus. Hơi dừng sạc bật ở tổ tiếng ọc này. Lấy dừng cho tôi mình đặt setting. Hay dừng bật view mình. Hay dừng bật view ở. OK, chẳng là lấy dừng cho đam bật ở cảm thấy ở tổ. Chẳng là bên nó cứ dừng bật ở tổ ban này. Để bây giờ dừng add Firefox. Nó cho tôi cái lại remove exclusion. Chào lời cảm ơn thi ở tối trở bàn install. Hãy subscribe.